nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Hôm nay chúng ta dâng lễ kính Đức Mẹ Fatima. Chúng ta xin Đức Mẹ ban bình an cho mọi người chúng ta, gia đình của chúng ta và đất nước của chúng ta. Today we celebrate the memorial of Our Lady Fatima. We pray for the peace of our family and our country. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều, tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa Chi Thánh, Chúa đã làm cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần. Vì lời Đức Trinh Nữ chuyển cầu, xin thương giúp chúng con cùng trở nên đền thờ Chúa Ngự. Father, you have given us the mother of your Son to be our mother also. Grant us that by obeying the appeals of the Blessed Virgin Mary, we may always work through prayer and penance for the kingdom of Christ and attain eternal happiness. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Chức sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môsê và A-ra-ôn đã làm các phép lạ trước mặt Pharaon như đã chép. Nhưng Chúa để cho Pharaon vẫn cứng lòng, không cho phép con cái Israel ra khỏi nước mình. Tại Ai Cập, Chúa phán cùng Môsê và A-ra-ôn rằng: tháng này đối với các ngươi là tháng đầu, tức là tháng đầu năm. Các ngươi hãy loan truyền cho toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: đến mùng 10 tháng này, mỗi gia đình phải lo cho có một con chiên con. Nếu nhà ít người, liệu ăn không hết một con chiên con, thì hãy hợp chung với những người lân cận tùy theo số người. Con chiên con phải không tỷ tích, là chiên đực và được một tuổi. Các ngươi cũng có thể dùng một con dê đực theo quy luật đó. Các nuôi cho nó đến ngày 14 tháng này, rồi toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó vào chiều tối. Tại mỗi nhà ăn thịt chiên, người ta sẽ lấy máu chiên bôi lên hai khung cửa và trên thành cửa. Đêm đó, người ta sẽ ăn thịt chiên nướng với bánh không men và rau diếp đắng. Các ngươi không được ăn thịt sống hay luộc, mà chỉ được ăn thịt nướng.
phải ăn tất cả đầu, chân và lòng, đừng để thừa đến sáng hôm sau. Nếu còn dư thì hãy thiêu hủy đi. Các ngươi sẽ ăn như thế này, hãy thắt lưng, chân mang giày, tay cầm gậy và ăn hối hả, vì đây là lễ vượt qua của Chúa. Đêm đó, ta sẽ rảo qua khắp nước Ai Cập. Ta sẽ giết chết các tất cả con đồng lòng trong xứ Ai Cập, từ loài người cho đến loài vật, ta là Chúa. Ta sẽ ra án phạt tất cả bụt thần Ai Cập. Máu bôi lên thành cửa, nhà các ngươi sẽ dùng làm dấu hiệu. Hễ nhìn thấy máu, ta sẽ vượt qua các ngươi. Các ngươi sẽ không bị hủy diệt khi ta trừng phạt nước Ai Cập. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm ngày kỷ niệm và cử hành ngày đó như ngày đại lễ của Chúa qua các thế hệ cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Con sẽ lánh chén rượu cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ lánh nhận cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con? Con sẽ lánh chén cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ lánh chén cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Trước mặt Chúa thật là quý hóa cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Con là tôi tớ Ngài, con trai của tỳ nữ Ngài. Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ lánh chén cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài. Con sẽ lánh chén cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Near the cross of Jesus stood his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas and Mary Magdala, seeing his mother, and the disciple he loved standing nearby. Jesus said to his mother, "Women, this is your son." Then the disciple, he said, "This is your mother." And from that moment, the disciple made a place for her in his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Thưa ông bà, anh chị em, hôm nay tôi rất vui mừng vì được đồng tế với Linh Mục Việt Nam và Thầy Phổ Tế Việt Nam và một vài người Việt Nam ở đây. Thật là một hồng phúc mà Chúa đã ban qua Đức Mẹ Fatima. Tôi rất vui mừng. Và khi tôi vào văn phòng và hỏi, thì không những chỉ dân một lễ hôm nay lúc 5 giờ chiều, nhưng mà còn dân hai lễ nữa vào sáng ngày mai và ngày mốt. Đây là điều mà chúng tôi không dám mong đợi, vì ngay cả dân một lễ ở đây thì cũng không hy vọng.
Nhưng rồi Chúa đã ban cho chúng tôi được dâng ba lễ ở đây. Và tôi rất vui mừng và chạy về khách sạn để chuẩn bị áo lễ. Thì tới cửa khách sạn thì tôi bị vấp té, bị sưng mặt. Nhưng mà việc vấp té là một kỷ niệm tôi sẽ nhớ suốt đời. Không phải nhớ việc vấp té, nhưng nhớ rằng Chúa đã ban cho chúng tôi vượt quá những hy vọng của chúng tôi. Vậy tôi xin chia sẻ với ông bà anh chị em, những người Việt Nam, chúng ta yêu mến mẹ, chúng ta đến đây và chúng ta cứ cầu xin mẹ. Vì Chúa đã nói rồi, hãy, mẹ đã nói rồi, hãy làm theo thánh ý Chúa, làm những việc Chúa sai chúng ta làm. Thì khi chúng ta làm những việc của Chúa, thì Chúa sẽ ban gấp bội những ơn lành của Ngài cho chúng ta. Hôm nay, tôi muốn cùng với anh em chị em cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Fatima đã thương cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, thương mọi người chúng ta, thương gia đình của chúng ta. My brothers and sisters, we are a Vietnamese group. Just some people. When we came here, we have not expected to celebrate Mass in Vietnamese in this chapel. But when we came to the office and we asked for masses here, they generously gave us permission to celebrate here 3 masses today and tomorrow at 5 a.m. and on Sunday at 5 a.m. It's unexpected hope that we can say Mass here. We love Our Lady of Fatima. We love our Mother, our Blessed Mother. And all of us, all of you, love our Blessed Mother, right? That's why you come here to pray to her. Through her intercession, we pray to God that God may grant us peace and happiness. And you know that when I heard that I could have a Mass here, I joyfully ran to the hotel, and I tripped, and I hit my cheek on the ground. But I do not suffer, because it's a sign that I have received the grace of our Blessed Mother. I share with you that event, that incident, so that all of us may praise God and may praise our Blessed Mother. We love Our Lady of Fatima. We love our Blessed Mother. Giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa những ước nguyện của cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa ban cho Hội Thánh được luôn bình an và phát triển, việc loan báo tin mừng để muôn dân tin vào Chúa Giêsu Kitô và đến cùng Chúa Giêsu Kitô qua mẹ Maria, mẹ chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ. Xin Chúa
thương ban cho giáo hội những người trẻ biết tận hiến cuộc đời để rao giảng tin mừng. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho những người đau khổ. Xin Chúa nâng đỡ họ và cho họ biết giá trị của những đau khổ họ đang chịu, và luôn luôn kết hợp với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn luôn biết đến với Mẹ và nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu Kitô và làm theo những lời Chúa Giêsu Kitô đã truyền dạy cho chúng ta, để hội thế giới được hòa bình và giáo hội được phát triển và mọi người chúng ta được luôn hạnh phúc. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho cộng đoàn của chúng ta đang tham dự thánh lễ hôm nay. Xin Chúa chúc lành và xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta luôn luôn được vui vẻ, sống đức tin mỗi ngày. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy xin Chúa toàn năng, xin nhận lời cầu của chúng con. Nhờ lời chuyện cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Fatima, xin Chúa ban bình an cho chúng con, ban hạnh phúc cho mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con văn này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Xin dâng lên Chúa để văn này trở nên văn trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Xin dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable unto God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands, and for the praise and glory of his name, and for our good and the good of all his church. Lord, we offer you these gifts of reparation and of praise, so that in celebrating this feast of the Blessed Virgin Mary, you may absolve us from our sins and guide our wavering hearts. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks,
as we celebrate the feast of the Blessed Virgin Mary and praise you for your gifts. She receiving your word in her immaculate heart, merited to conceive him in her virginal womb, and in giving birth to the creator of the world, she prepared the birth of the church. She, in receiving at the foot of the cross the testament of divine charity, received all men as her children, born to eternal life through the death of Christ. She, when the apostles were awaiting the coming of the Holy Spirit, the promised one, united her supplications to the prayers of the disciples, and thus became the model of the suppliant church. She then finally elevated to the glory of heaven, surrounds with her maternal love the premium church, and lovingly directs their steps to the heavenly dwelling place until the glorious coming of the Lord. And so with all the angels and saints, we proclaim your glory and join the unending hymn of praise. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and blood of Lord Jesus Christ. Before he was given up to death, a death he freely accepted, he took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." When the supper was ended, he took the cup. Again, he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the cup of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. In memory of his death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for counting us worthy to stand in your presence and serve you. May all of us who share in the body and blood of Christ, we be brought together in unity by the Holy Spirit.
Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis, our Pope, our Bishop, and all the clergy. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ân sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold, the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that thou should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.
Let us pray. Lord, in this memorial of Blessed Mary, Queen of Peace, you have nourished us with the body and blood of your Son. Send upon us the spirit of love that we may build up in our world the peace which he himself left to us. We ask this through Christ our Lord. Thank you for attending this Mass, and pray for our country, Vietnam. You know, we need your prayer. We love our Blessed Mother, but we need your prayer for our country, because you are very devoted people. You come here, and please pray for our country and for our priests and our people. We are not many in Vietnam. We just 7% of population are Catholics. So pray for us. Thank you. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The man is ended, all in peace. Thanks be to God. Nữ vương rất thánh minh côi, cầu cho chúng con. Nữ vương rất thánh minh côi, cầu cho chúng con. Our Lady of Fatima, pray for us. Our Lady of Fatima, pray for us. Our Lady of Fatima.